quý vị trở lại với chương trình làm đẹp với công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont ngày hôm nay. Mình muốn giới thiệu quý vị một cái sản phẩm, đúng là một cái bộ sản phẩm, nó chỉ có hai món thôi. Nhưng mà nó giúp quý vị tái tạo làn da quý vị rất là nhanh và cực kỳ đẹp cho làn da của quý vị. Thưa quý vị, đó là sản phẩm gì? Đây là hai sản phẩm, một là làm từ dầu gan cá mập và hai là làm từ kén của con tằm. Quý vị biết đó, từ xưa tới nay đó thì chúng ta hay biết cái chất là squalene. Mà squalene là gì? Squalene là một cái chất làm được chiết xuất từ dầu gan cá mập kết hợp với những cái loại vitamin C, vitamin E và vitamin A để giúp tạo ra một sức sống mới cho làn da quý vị. Quý vị nào đó mà mình muốn là giống như là mình đi làm buổi sáng mà mình muốn trang điểm nhưng mà lại sợ hư da vì trang điểm thì đây là cái sản phẩm cực kỳ tốt để quý vị trang điểm mà không hư da và trang điểm mà lại dưỡng da. Đó là một cái loại cream gọi là Glamour Beauty Cream hoặc là gọi là kem 24 giờ theo tiếng gọi thông thường. Thưa quý vị, Glamour Beauty Cream đến từ Nhật Bản, được làm từ những thành phần cực kỳ độc đáo để tái tạo lại làn da quý vị. Quý vị thấy trên màn hình, đây là cái hộp kem Glamour Beauty Cream, rất là sang trọng đúng không quý vị? Và thưa quý vị, ở trong là hộp kem như thế này, thưa quý vị ha. Đây là một cái loại cream mà nó quý vị ngược về khoảng 7 năm về trước ở thị trường mình xôn xao, thị trường của Hoa Kỳ xôn xao một cái sản phẩm mà họ nói rằng là một cái loại cream hột gà đến từ Nhật Bản, kem hột gà. Thì quý vị nào không biết kem hột gà là gì, kem trái cây là gì, và đây là kem hột gà đến từ Nhật Bản. Thưa quý vị, cái màu của nó giống như cái tròng đỏ hột gà mà nó đang luộc, thưa quý vị ha, một cái màu rất là đẹp. Nhưng cái đặc biệt nhất của nó nữa đó là cái mùi thơm của nó không phải là quý vị mà dễ tìm được đâu. Quý vị nhìn thấy nè, là một cái một loại cream. Thưa quý vị, cái đặc biệt của cream này đó, quý vị nhìn thấy là cái nắp hoặc như cái để đây, nó không có cứng, nó đặc đặc, nó dẻo dẻo, nó dẻo giống như là những cái loại mà kẹo dẻo hay là bột dẻo đó quý vị. Nhưng mà khi quý vị thoa lên tay đó, Ngọc như ví dụ tạp như vậy ha, Ngọc đi chấm lên, quý vị thấy Ngọc đi chấm lên nhá. Rồi những cái chấm này Ngọc đi thoa ra lập tức quý vị nhìn thấy nè, nó bóng, nó khác màu da liền. Quý vị thấy không, Ngọc đi thoa đều ra nè ha, rồi nó trắng mịn, không để lại những cái vết lợn cận trên da và nó khác cái màu da giữa trên xuống dưới, quý vị thấy không? Và đặc biệt là cái độ mịn của nó, độ mịn tuyệt đối và trắng nhạt rất là dễ thương. Quý vị, cái mùi hương của nó đó thì quý vị không thể nào tìm mua được cái mùi hương này ở thị trường quý vị. Đây là một cái mùi hương đặc biệt độc quyền được pha chế từ những mùi hương tinh túy tại châu Âu và sản xuất tại Nhật Bản. Đây là một cái loại cream mà có thể giúp quý vị vừa trang điểm, vừa dưỡng da. Cái chức năng của nó là làm khít lỗ chân lông, trắng da, mềm da, tươi da, tái tạo lại tế bào gốc của da. Và đặc biệt nhất, quý vị trang điểm mà người ta không biết quý vị trang điểm. Nếu quý vị nào có một làn da bị dầu, thì đây là một loại cream hút ẩm cực kỳ tốt, sẽ control được cái độ dầu trên da quý vị nhé. Và đặc biệt nữa, cái cream này đó nó sẽ giúp quý vị là giữ cái bề mặt cho quý vị. Quý vị thấy, quý vị xem phim Hàn Quốc đúng không, quý vị thấy không? Thưa quý vị, xem phim Hàn Quốc đó, các nhân viên Hàn Quốc hay nhân viên Nhật Bản đó, những người diễn viên đó đó, tại sao mà cái da họ đẹp quá vậy, mịn màng mà tươi mà rất là đẹp, và tại sao? Là tại vì cái loại cream họ dùng nó bắt đèn và nó ăn sâu vào da. Thưa quý vị, đây là một cái loại cream mà sáng quý vị rửa mặt sạch, quý vị không cần sức cái gì lên hết. Nếu quý vị nào là da khô thì nên sức một cái loại cream dưỡng da bên dưới, chẳng hạn như là tế bào gốc của Beaumont hay là siêu cream của Beaumont nếu quý vị là da khô. Quý vị là da trung bình và da nhờn thì không cần gì hết. Rửa mặt sạch, sức Glamour lên, đánh tí má hồng là đi ra đường. Cái Glamour này đó, thưa quý vị, nó ở trên da quý vị suốt cả ngày. Và suốt cả ngày ở trên da quý vị đó đó, thứ nhất nó giúp quý vị chịu được áp lực của môi trường làm việc của quý vị. Nóng quá hoặc lạnh quá, ẩm quá hoặc khô quá, cực kỳ hay. Buổi tối đi về, vì có rất là nhiều khách hàng trên 35 tuổi trở lên, làn da bắt đầu xuất hiện những cái đốm đồi mồi, tàn nhang, không đều màu trên da. Có nhiều người hiểu lầm á, đó là bị nám. Tôi không, đó là những dấu hiệu đầu tiên
của lão hóa. Lão hóa có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính nhất là làn da của quý vị bị áp lực từ môi trường, bị áp lực từ cái cách sinh hoạt mỗi ngày quý vị. Đó là nguyên nhân thông thường nhất. Nguyên nhân thứ nhì là gan quý vị không lọc được độc tố nhiều cho nên đẩy ra da và da quý vị bị lão hóa. Thì trường hợp nếu quý vị bị những đốm tàn nhang đồi mồi nhiều thì ban ngày quý vị dùng cái siêu dùng cái Clamor Cream này để giúp da chống lại tác động của môi trường bằng chính dầu gan cá mập và để tái tạo lại bào gốc của da. Ban đêm quý vị dùng một cái loại kem nó gọi là Dark Spot Rectifier, thưa quý vị. Đây là cái loại kem 15 năm thành công của công ty Billmore. Trong cái hộp kem đó quý vị, một cái loại kem trắng, trắng đục, rất là đẹp. Cái mùi hương cực kỳ tốt. Và thưa quý vị, mùi hương này rất là dễ chịu và khi quý vị xức lên tay quý vị đó, vừa quẹt lên tay thôi là nó mát lạnh liền. Quý vị thoa đều ra. Thưa quý vị thoa đều ra. Nó mịn. Mỗi tối đó quý vị dùng cái Dark Spot ở dưới, một lần nữa dùng cái Clamor lên trên. Cái Dark Spot này là làm mờ đi những đốm tàn nhang, đồi mồi, những đốm không đều màu, những đốm lão hóa đang nằm trên da quý vị. Nó sẽ làm đều màu da. Và đặc biệt đây là một loại kem làm từ những chất như là kén con tằm, rồi hoa sen, các loại vitamin và đặc biệt nhất làm trắng da bằng hoa cúc cho nên quý vị không bị đỏ da nè, không bị lột da nè, không bị mất đề kháng của da và đặc biệt không làm mỏng da. Có rất nhiều hãng mỹ phẩm người ta muốn chứng tỏ rằng hàng của tôi xài nhanh nhất có kết quả cho nên người ta bỏ một cái chất tẩy trắng vào trong đó là bleaching trên cái da quý vị. Khi da quý vị bị tẩy nhiều, dần dần da mỏng đi, chất đề kháng hoàn toàn biến mất. Khi đó quý vị sẽ bất tự nhiên mình trở thành một người bị nám ngoài ý muốn mà quý vị không ngờ. Có nhiều khách hàng ngọc như nói là tôi xài kem của anh này quảng cáo anh ra vô, anh kia quảng cáo anh TV, chị nọ quảng cáo anh ra vô TV. Mà tại sao cái da tôi ngày nó mỏng đi cô ơi? Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó nám 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 đen nám đỏ. Là tại sao? Khi da quý vị bị quá mỏng thì lập tức cái cơ thể quý vị sẽ tiết ra cái chất melanin. Melanin là gì? Melanin là một chất được tiết ra từ trong cơ thể quý vị, từ trong gan quý vị để giúp cơ thể quý vị chịu được cái áp lực của mặt trời. Melanin là một cái chất tự nhiên, nhưng khi da quý vị càng yếu thì melanin nó càng phát triển mạnh, nó ngược lại. Để chi? Để nó bảo vệ da khỏi ung thư. Cơ thể quý vị là một cái hệ thống tuần hoàn siêu cấp, tự nó thích nghi với nhau. Nhưng khi thấy da quý vị đã mỏng quá, nó cảm nhận được làn da này bị nắng mặt trời hát vào nóng quá, thì tức khắc gan quý vị sẽ tiết ra melanin thật là nhiều để bảo vệ da. Khi đó tự nhiên mình thành một người nám. Mà cái nám đó cực kỳ khó trị bởi vì từ gan. Cho nên quý vị hãy cẩn thận khi dùng những chọn những sản phẩm làm trắng da. Thứ nhất, đừng vì ham trắng nhanh mà tự hại thân mình. Thứ nhì, hãy tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm đó nằm ở thị trường bao lâu. Có nhiều công ty, thưa quý vị, người ta ra đời rầm rộ một thời gian khoảng dưới 5 năm là người ta dẹp. Là bởi vì sao? Người ta không đủ khả năng theo đuổi bởi những cái hàng người ta không ai mua được. Khách hàng chúng tôi đó, khách hàng của tụi mình nó rất là thông minh. Không ai lừa được chính một người khách hàng quá 3 lần. Bởi vì khi họ dùng họ thấy nhanh nhưng mà rồi kết quả đâu là vào đấy thì họ sợ. Muốn nhanh, chậm mà chắc mà an toàn, đó là phương châm của Forever Biomore. Cho nên cái cream Dark Spot Rectifier này đó là một cái loại cream mà làm đều màu da an toàn hoàn toàn bằng các chất dược thảo. Thì ban ngày đó quý vị xức cái cream Lamo đi làm để giúp da chịu được áp lực môi trường, không bị áp lực da, không bị nóng quá, không bị lạnh quá, không bị áp lực. Buổi chiều về rửa mặt sạch, xức cái loại cream Dark Spot ở dưới để làm những cái đốm đất trên da mình, những đốm tối màu đó nó đều đi và xức Clamor lên trên. Hai cái này kết hợp lại một tuần mà thôi. Chỉ một tuần mà thôi. Quý vị sẽ cảm nhận được hoàn toàn khác biệt cái làn da quý vị. Đó. Thì sản phẩm này đã là 80 đồng Clamor. Rồi Dark Spot là 60 đồng là 140. Quý vị được tặng lợi 80 đồng. 80 đồng đó là gì? Bí mật bây giờ bắt đầu bật mí đây. Đây là cái chai Miracle Capsule. Miracle là gì? Miracle là thần kỳ, là tuyệt vời, là thần kỳ, là bí mật, là thần kỳ. Thưa quý vị, viên thuốc thần kỳ này, trong này nó có chứa tới
chín loại dược thảo mà giúp cái gan quý vị lọc. Quý vị mua 80 cộng với 60 là 140, được tặng lại 80. Đây là cái chai thuốc mà quý vị rất là cần để giúp hỗ trợ gan quý vị. 90% phụ nữ chúng ta bị nám là tại vì nội tiết tố và gan. 10% còn lại là bởi vì áp lực môi trường mà thôi. Cho nên muốn một làn da đẹp, hãy tái tạo làn da từ bên trong, nó bền hơn và nó an toàn hơn. Thì thưa quý vị nào có những đốm lão quá trên da, bị quầng thâm mắt, bị bọng mắt, bị cái làn da mình hổ chân lông nó hở, nó sần sùi, nó không đều màu, đó là triệu chứng gan quý vị không lọc được. Thì cái Miracle Capsule này đó, một ngày quý vị uống 2 lần, mỗi lần một viên, hoặc một lần một hai viên cũng được, cho đến 3 viên là tối đa, giúp quý vị hỗ trợ hệ thống gan quý vị lọc được những cái độc tố và lọc được cái sắc tố melanin không đưa lên da quý vị được. Đó là cái tuyệt vời của nó. Quý vị trong cái Medical Capsule này, như có nói nhiều lần xin nhắc lại, đó là 9 thành phần đặc biệt. Thứ nhất là lá sen, thứ nhì là nhụy sen, củ sen và vỏ sen, cái vỏ và cái hoa sen. Đó là những chất. Và cái đến nữa là vỏ cây khoai mỡ, rồi bột ngọc trai, rồi nấm tuyết nhĩ, rồi hyaluronic. Đó là những chất mà giúp lọc độc tố gan cho quý vị để trắng da. Thứ nhất, lá sen, nhị sen, củ sen, hạt sen. 4 loại đó nó giúp quý vị làm thanh lọc cơ thể, làm mát cơ thể. Cái nữa, bột ngọc trai non là gì? Là những con sò sẽ thành ngọc trai. Những con sò còn non đó, người ta nuôi dùng nước đặc biệt và người ta sấy khô, không phải bằng lửa mà bằng ánh nắng mặt trời. Khi họ sấy khô rồi, họ cà nhuyễn ra và đưa vào, đó là những cái viên ngọc trai non đó quý vị. Rồi, cái đến nữa là vỏ cây khoai mỡ, là một cái loại vỏ cây lọc độc tố cơ thể, giúp làm tươi da. Kế đến nữa là hyaluronic, là một cái chất làm trắng da tự nhiên, làm mất đi quầng thâm mắt và bọng mắt. Nấm tuyết nhĩ là một loại nấm tốt, làm đẹp da. Và cuối cùng là hoa cúc, trà hoa cúc đó quý vị. Đây là 9 cái chất kết hợp lại mà ngày ngày xưa, hàng ngàn năm về trước, những công tàng mỹ nữ, lúc đó không có thẩm mỹ viện, người ta phải dùng những cái vị thần y, những cái vị thần y riêng cho mình, những cái bài thuốc riêng cho mình để người ta uống và người ta tắm, người ta giữ được cái nét thanh xuân, giữ được cái sự mượt mà, hồng đáp ứng được cái nhu cầu thích đẹp của những đấng vua chúa ngày xưa. Vì vậy cái viên thuốc này là một bài thuốc cổ truyền có hàng ngàn năm mà chúng tôi may mắn mua được và tạo ra được cho quý vị dễ dùng, không phải là sắc thuốc bắc uống như ngày xưa khổ sở lắm quý vị. Đó. Thì thưa quý vị, cái bài thuốc này Ngọc Nhi muốn quý vị kết hợp, thì quý vị mua 2 hộp. Một là cái Clamorbitido, hai là Dapagliflozin 80 nè, 60 nè, là 140, 140 tặng 80 nè. 140 mà tặng 80 rồi. Thì kết hợp cả trong lẫn ngoài, bên trong thanh lọc cơ thể quý vị, giúp quý vị tái tạo lại một làn da thật là mịn màng từ bên trong. Bên ngoài dùng những cái loại dưỡng chất để giúp cho quý vị là không bị áp lực của môi trường, không bị áp lực cho da quý vị, và giúp quý vị tái tạo làn da thật thật sự là tuyệt vời. Còn nữa, nếu quý vị gọi ngay bây giờ nha, gọi ngay bây giờ nha, chứ không phải là hết show hay là ngày mai nha. Ok, gọi ngay trong thời gian talk show này, quý vị sẽ được tặng thêm một cái chai Peeling Gel trị giá 15 đồng. Đây là cái đặc biệt. Thưa quý vị, phụ nữ chúng ta đó là cứ mỗi 28 ngày là làn da chúng ta tự động sẽ đào thải những tế bào chết. Mà có rất nhiều quý vị không biết lấy đi để nằm y trên mặt hoài. Khi nằm hoài vậy đó, sức kem vô nó cũng như không, tại vì tế bào chết nó nằm quá nhiều. Nó làm dày cái da mặt quý vị rồi, đúng không? Cái thứ nữa là sao? Khi quý vị nhớ nè, khi mình đi té đó, hay mình bị bỏng đó, da mình nó mất tiêu và nó đổ máu, nó đau dữ lắm. Nhưng mà rồi đâu ra? Tự nó mọc lại. Thì da quý vị từng đi lột cũng vậy mà, Ngọc Nhi không thích lột, thì rất là ghét lột da. Quý vị lấy đi tế bào chết trên da mình để làm chi? Để tái tạo lại tế bào mới. Khi da chúng ta nó thông minh lắm, cái tế bào cũ mà nó rớt đi rồi đó, thì lúc đó da nó làm việc hết sức lên để chi? Để nó mọc cái da mới lên tốt hơn và tươi hơn. Quý vị nào thường xuyên mà tẩy da chết, chắc chắn những quý vị đó làn da lúc nào cũng mềm, mỏng, mượt hơn những người bình thường.
Thì đây là cái loại cream. Chai này trị giá 15 đồng. Quý vị hãy tẩy tế bào chết liên tục, một tuần một lần, một tuần một lần, đừng bao giờ quên. Thậm chí quý vị tẩy hai cánh tay quý vị đó, để mà mùa hè mặc áo tay đẹp lắm quý vị. Đây là tế bào chết, tẩy ra nhé quý vị. Nếu màn hình để gần lại tao như bị tẩy cho quý vị xem. Trước tiên đó là cái loại này xài hơi đặc biệt. Quý vị đi làm về, cái mặt của mình nhớ là đang khô. Cái mặt quý vị phải đang khô nhé, không phải đang ướt nha. Cái mặt phải đang khô. Rồi, lúc này quý vị mới lấy cái chai tế bào chết này ra ha. Rồi, quý vị bắt đầu mới nặng ra tay để mà thoa lên mặt quý vị. Ngọc Nhi đang trang điểm đẹp lắm cho nên không có dám trai lên mặt đâu, ổn, nó phải làm thử lên tay nha. Quý vị về nhà quý vị làm trên mặt mới được nha. Ngọc Nhi nặng lên tay. Thường thường nó cái mặt quý vị đó mình nặng khoảng chừng chấm lên cho nó vừa ướt đủ cái mặt thôi. Lúc này bắt đầu lấy cái tay mới xoay mặt mình, xoay đều 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 đi xoay. Cứ xoay. Quý vị xoay tới đâu đó thì cái da chết quý vị nó rớt ra tới đó. Lúc đầu nó còn ướt, nó chưa rớt đâu nhá, nhưng mà một tí xíu nữa đó là quý vị bắt đầu thấy nó rớt rớt miếng 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 ra, thấy ghê lắm. Vì nó ủa tôi mới tắm mà, tôi đâu có ở dơ đâu, tôi ở sạch lắm mà, tại sao cái da nó nhiều dữ vậy. Quý vị nhìn thấy như đang kỳ nè. Bắt đầu khi nó dần khô đi, nó càng khô đi thì cái da quý vị bắt đầu nó rớt ra, nó rớt rất là nhiều. Lúc quý vị làm trên mặt mình đó, quý vị nhớ là mình để một cái khăn trên bàn để khi mình làm đó, mình nặng lên mặt mình đều hay mình thoa đều mình kỳ. Lúc còn đang ướt kỳ nó không có ra đâu, lúc nó sắp sửa khô nhớ kỳ. Cái mặt mình kỳ kéo lên vậy nè, chứ đừng có nó xẻ mặt mình xuống kéo lên vậy. Chà mặt mình để cái khăn ở dưới, chà kỳ kỳ nó rất rất là nhiều. Và lúc mà chúng ta quý vị nhìn ha, quý vị nhìn tao như nè nhá, nó rất là nhiều những cái bột trắng 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 nhiều lắm, dính đầy tao như hết. Quý vị thấy không đó? Ok, đây là những cái tế bào da chết. Thường thường Ngọc Nhi tẩy đó là một tuần tẩy một lần, nhưng mà ngày hôm qua là ngày tẩy, Ngọc Nhi không dám tẩy, Ngọc Nhi để cho quý vị thấy. Ngọc Nhi đang tẩy đây, quý vị nhìn thấy nó rớt miếng 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 ra nè, quý vị thấy không, kinh tai Ngọc Nhi nè, quý vị nhìn kỹ đi. Đó là những cái da chết đó. Một tuần mình bắt đầu có rồi. Ngọc Nhi kỳ tiếp nữa nè, quý vị nhìn tao Ngọc Nhi nè, nhìn kỹ tao Ngọc Nhi chỗ này nè, quý vị thấy không, rất là nhiều. Đây là những cái tế bào chết khi mà Ngọc Nhi kỳ ra hết rồi ha, kỳ nhẹ nhẹ thôi nha quý vị nha. Càng kỳ nó càng ra, quý vị nhìn thấy rất là nhiều. Đây, trên tạp nhi, quá nhiều đúng không quý vị? Và trên màn hình, trên bàn tay này cũng có rất là nhiều. Đây là những cái tế bào chết, nào quý vị như gom cho quý vị xem. Nhá. Ok, rồi, quý vị kỳ kỳ xong hết rồi. Lúc này quý vị bắt đầu máy là chuẩn bị một cái thau nước, hay một cái giỏ vòi nước, nước mát, nước ấm, không được nước nóng, không lạnh. Khoát rửa mặt. Rửa xong rồi, quý vị thử làm một lần đi, là làm nửa mặt thôi. Quý tin Ngọc Nhi đi. Nếu mình không hài lòng thì trả lại. Mình kỳ nửa mặt bên đây, thoa kỳ cho sạch, mới đựng kỳ. Khi mà làm xong rồi nhìn chú kiến, ủa, hai màu khác nhau thấy rõ. Và bây giờ quý vị nhìn tao Ngọc Nhi nè. Quý thấy cái tao Ngọc Nhi kỳ nãy giờ nè. Ha, quý nhìn thấy. Tao bên đây nè. Thấy dễ sợ chưa quý vị? Thật sự là Ngọc Nhi làm cho quý vị thấy thật sự luôn. Quý thấy không? Cái tay này là Ngọc Nhi kỳ rồi nè. Quý vị thấy cái lặng không? Còn cái tay này chưa kỳ nè. Và quý vị nhìn bàn tay Ngọc Nhi nè, cái bên này là Ngọc Nhi kỳ nè, nó dính tới bào chết trên tay Ngọc Nhi nè, rất là nhiều. Quý vị thấy không? Đó, còn tay là kỳ rồi nè, quý vị nhìn thấy. Chính quý vị cảm nhận liền trước mặt mình hai bàn tay Ngọc Nhi khác màu với nhau. Quý vị thấy rõ phải không? Rất là rõ. Đó là bên trong đây, tế bào chết nằm đầy trên da tay Ngọc Nhi hết. Và trên bàn tay lúc Ngọc Nhi phủi ra hết rồi thì nó như vậy. Quý vị nhìn kỹ đi, nó mịn nè, nó trắng, nó mịn và nó không tế bào chết. Lúc này sau khi rửa mặt sạch rồi thì thưa quý vị có một khuôn mặt rất là lạ, sáng trưng và mịn màng. Nhớ nha, khi mua về đó bị làm thử một lần đi rồi tin Ngọc Nhi. Sức nửa bên mặt thôi, kỳ cho sạch rồi rửa chườm đây đi. Nó khác với nhau là 50-50. Và sau đó hả, rửa hết cái mặt làm lại nhé. Và một tuần nhớ là một lần thôi, đừng có tham. Đặc biệt là quý vị làm như vậy rồi sau đó sức kem lên mặt nó ăn dữ lắm. Và một cái công dụng đặc biệt cái này nữa, cái này cái bí mật, nhưng mà nói trên TV nó hết bí mật rồi đúng không? Đây là thần dược để tẩy những cái phụ nữ mà có hai cái nách mình bị đen. Mùa hè tới, những cái khóe nách bị đen ở đây, bị đen bên trong. Quý vị trước khi tắm nhớ là phải dùng trên mặt hoặc trên nách lúc nó đang khô nhé. Thoa lên và kỳ, tức là chết ra rất là nhiều. Mỗi một tuần đó mình cho cái vùng nách của mình đó quý vị có thể tẩy 2 lần,
tẩy xong rồi mới cho nước vào và đi tắm. Thì quý vị làm liên tục như vậy quý vị rất là trắng da, cái da nách mình không bị đen nữa, không cần phải đi mua thuốc sức gì hết, tại vì đó là tế bào chết quá nhiều. Một số phụ nữ sau khi sinh con lớn tuổi, hai cái bạn bên háng mình nó rất là đen, quý vị cũng làm như vậy được, ngồi trong nhà tắm và sức thoa vào hai bên bạn kỳ sạch ra và tắm sạch sẽ lại, chịu khó một tuần làm 2 lần như vậy cho cái nách và cái bạn sẽ rất là trắng mịn màng, không cần tốn tiền mua thuốc làm trắng đâu, không cần đâu, thật sự là không có đâu quý vị, không có làm được đâu, tế bào chết nằm không đó. Thì đây 15 đồng một tiếp, quý vị xài được rất là lâu, một lần xài chút xíu thôi. Thì bữa nay nếu gọi ngay bây giờ thì quý vị được mua một Lamo 80 cộng với một Dustbox 60 140, sẽ được tặng cái chai này 80 đồng là Medical Capsule, và thêm cái này lên 15 đồng nữa là 95 đồng. Mua 140 mà tặng 95. Nhiều chưa? Nhưng nếu sau cái show này gửi vào ngày mai hay là show refresh trở lại thì không có chai này nha quý vị nha. Quý vị nhớ ha, Ngọc Nhi nói lại nha. Mua 80 cái kem 24 giờ dùng được ngày đêm để bảo vệ tế bào da quý vị, tái tạo tế bào da quý vị không bị áp lực. Cộng với cái Dux Productify là làm đều màu da là 140. Được tặng 80 Miracle Capsule thanh lọc gan làm trắng da, viên thuốc thần kỳ làm trắng da. Thêm 15 đồng cái chai Peeling Gel nữa là ngay bây giờ nha. Ngay trong chương trình live này, đang trong chương trình phát này mới được nha quý vị nha. Nhưng nếu quý vị đợi tới ngày mai là hết live rồi, rerun lại rồi thì sẽ không được cái chai này đâu. Có nhận được có 80 đồng thôi. Đó, muốn tặng 95 đồng gọi ngay bây giờ, nhìn đến màn hình 1 888 933 7624, 1 888 933 7624. Call center công tâm của công ty Billmore đang hoạt động 24 trên 24. Thưa quý vị, từ ngày xưa thì từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ chiều, nhưng bây giờ là 24 trên 24. Quý vị nào muốn tư vấn da cho thật là kỹ hay là gặp những nhân viên mà expert nói chuyện về da vào ban đêm thì hãy gọi khoảng chừng là sau 6 giờ chiều. Sau 6 giờ chiều thì 4 nhân viên trực tổng đài ban đêm rảnh lắm sẽ ngồi tư vấn và tám với quý vị về làn da của quý vị. 1 888 933 7624. Đó là những nhân viên đã được đào tạo rất là chuyên nghiệp để phục vụ quý vị, tìm hiểu về làn da quý vị và giúp quý vị tái tạo lại một làn da thật là tốt và thật là an toàn. Quý vị hãy nhớ, phụ nữ chúng ta đó thì thích được một làn da đẹp. Thành ra ai xúi dại gì làm nấy, ai nói gì làm nấy, cuối cùng rồi tiền mất tật mang, mình lãnh đạn đúng không? Hãy cẩn thận với những sản phẩm làm trắng da cấp tốc, dục tốc bất đạt. Đừng mình cầm tiền đi mua thuốc tẩy về tẩy làn da của mình để rồi cuối cùng mình bị nám và mình là người đau khổ. Tiền mình người ta xài mất tiêu rồi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng Billmore trong nhiều năm qua. Một lần nữa, chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an, thật vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần vào lúc 3:30 chiều giờ Cali. Rất cảm ơn quý vị.